Đây là que test hay lần đầu Đây tiên là nhà mình cái mới thấy á mọi người. Chả biết làm như nào, thử coi lọc. Nó nói, nó chửi, nó cho nó đi vào. Cái này mở mũi ngoáy à. Ừ, ngửa ngửa đây. Lần đầu tiên được ngoáy mũi tại nhà, tự test. Sao? Nước mũi đầy nè. Trời. Hay vậy. Thật sự nhà mình mà nói 4 tháng thì nhà mình chưa có test cái này lần nào. Nhưng mà hôm nay là người ta test hết thành phố, cho nên là đại diện một người á. Đó đây nè. Cánh kỳ rồi chứ. Ủa cái này để cho tự người ta làm chứ hả? Không, tự làm. Nó xong rồi nước nó chạy lên, đó nó chạy lên đó. Ồ, hay vậy. Hay gì? Cái này test nhanh hả? Ừ. Test nhanh này nó cũng rủi ro đó, mà mình test chơi chơi thôi, tại vì nhà mình là nhà mình tiêm vaccine hết hết 70% rồi. Ừ, mũi 2. Là 5 người, mỗi người là 20%. Mỗi người mũi 2. Hay vậy. Một vạch, nó thấy không? Thấy xe không? Đó. Ờ, còn okay. Ai mà T là CT là chia tay luôn. Đi liền luôn, không cần. CT là chia tay luôn. Rồi vậy nha, đó. Cơm. Cơm này cơm của mèo. Rồi cho nó ăn đi. Cơm này cơm của người. À. Rồi chè. À đâu? Chè. Đó. Chè, khoai lang đúng không? Mọi người cũng có thấy rồi nè. Ôi cái chế này sao nó nhiều thế nhỉ? Hấp nước bớt đi, hấp nước bớt đi, hấp nước bớt đi. À quên, xin lỗi, xin mời mọi người chứ chưa gì. Tao đâu có quên. Hấp tí nữa đi, tí nữa đi. Cúi xuống hấp bớt đi, cúi xuống hấp nước bớt đi. Chứ không có là nó chào. Không chào đâu. Có. Rồi đó, được rồi đó. Cho mấy ông nội này ăn đấy. Ừ. Mấy bà thím lộn. Từ từ con làm gì mà con vời dữ vậy? Rồi. Con bình tĩnh lại. Đây, 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 đây. Mở ra không? Ừ. Vậy luôn hả? Rồi, mở cửa ra. Xin mời hai thím, từ từ. Đâu đâu, bỏ trong lòng luôn chứ. Ủa, bỏ gì hả? Ừ. Đi vô. Khổ ghê. Cái gì mà chui ra ngoài vậy? Rồi, bế nó vô. Trời ơi, mệt quá. Rồi, cho nó vô thằng này. Từ từ nha. Quay cho nó ăn cái đi, rửa tay á. Bất công. Nhây thì, ui, nó đói ngấu nghiến luôn. Thằng này nó qua đây xíu đi. Thấy không? Thấy đó. Thấy chứ. Ôi, nó ăn. Quá, à, cái thím. Đẩy cái dưới ra nè, đó. Đó, rồi. Rồi đó, ừ, đó, đúng rồi. Anh đi, anh xong là rồi. Sẽ được giấu đi, giấu đi, đừng cho nó xem. Giấu đi, giấu đi, đừng cho nó xem. Nó xem là nó bỏ ngang á. Hôm qua thì cho vô cái chén thì nhỏ quá, con kia nó phải chờ. Hôm nay mình lấy hai phần tách đôi ra luôn. Rồi, nào anh lẹ đi. Rồi. Thì nói chung cơm cũng đơn giản nè. Đây, đó. Cái này là mọi người biết không? Đọt su á mọi người. À, đọt su. Đọt su món như bó đó. Ừ. Còn xíu đọt su xào tỏi nha, ngon lắm nha. Ừ. Cái này ai mà biết ăn là sẽ ghiền luôn á. Rồi, cái này là đậu que với lại cà rốt xào với thịt bò đó. Nói chung là đồ nhà mình hết á, mình xào lên. Đó. Đây cá ngừ kho còn miếng. Rồi, ăn thử coi. Nhìn hấp dẫn quá. Anh nó quậy lên lưng nó kìa. Nó bốc xuống. Tội nghiệp quá, từ từ. Rồi. Trứng lòng đào hay sao á, mình sắm đây. Ý. Wow. Đó. Thì nói chung muốn có được chai trứng lòng đào thì gần 4 phút. 3 phút đến 4 phút là được vậy. Rồi đã chứ. Béo. Cái nước cá này là ngon lắm. Bữa giờ ăn cơm mới rút không mà không có đổi món rồi. Ừ, chưa. Hôm nay là mới có thêm xúc xích đúng không? Ừ, hôm nay có thêm xúc xích. Tí nói chung á, cái phòng như lầu á, tại vì mình chưa có set up được. Cho nên là mình chưa có tạo cái không gian đó đẹp đẹp để mình quay cái cách sinh hoạt của tụi nó. Cái mình tặng, mình để cho nó lên trên lầu một cái toilet riêng luôn mà.
có một cái phòng riêng. Đúng rồi. Phòng đó hồi xưa là mấy anh chị họ mình hay ở cho nó để là đi đi học á. Sau này giờ không có ai ở cho nó nữa. Tí nó coi nó ăn xúc xích nè, cái nét của nó ăn ghê lắm. Hiện tại bây giờ ngày mình cho nó có 2 bữa à. Buổi sáng 9 giờ, buổi chiều khoảng tầm 5-6 giờ, có khi 7 giờ. Chứ chưa có thời gian để cho ăn nhiều. Buổi trưa trời hơi hầm á, cho nên mình cho ra ngoài đi dạo vòng xíu. Có. Cái nốt đó trong cái tổ có thấy trong toilet. Tại vì cái nhà bên kia của mình đó, nó hơi hầm cái phòng của nó. Nó hầm một phần là do nấu ăn cái bếp, hơi bếp mới lên đó. Bánh trung thu hôm nay, bánh trung thu nhân thập cẩm mà. À, cái này là bánh trung thu chị cho chị dưới quê. À, dưới quê gửi lên bánh trung thu. Gửi ra gửi rau rồi. Bánh mình... trung thu nhân thập cẩm mà lại là bánh nếp ha. Không biết là tí mình cắt ra mình. Mày hết trung thu rồi. À. Mà vẫn có bánh trung thu anh. Hôm nay là ngày 16 rồi. 16, 17 rồi. Mau hết tuần rồi. Ủa tính ra hôm nay là ngày 22. Nếu mà tuần sau là đúng rồi. Bắt đầu qua tháng mới rồi. Ê, biết gì chưa, lên quận 7. Nói chung là bộ thể thao đồ. Có, hình như nghe nó mở được lại rồi. Thấy bài đăng của bên Gim Chúa. Tuyển các bạn đăng ký gói tập. Gim Chúa. Gim Chúa vừa mới xây xong chưa cái dịp khai trương. Sáng nay tự test trong nhà, ở nhà thấy đỡ thốn hơn là mình đi ra ngoài cho người ta test luôn. Ừ, đúng rồi, đỡ thốn hơn. Tại vì mình biết được cái khoảng mũi của mình như thế nào á. Nó tới á, là mình rưa ra, còn họ biết họ cứ cắm vô. Cái họ có cái hình ảnh nó chọc sâu lắm nè. Chọc xuống dưới luôn á. Nghĩa là sao không? Mình ngồi thẳng thì cũng có thể vô được rồi. Còn họ muốn lấy sâu ở tận họng á là phải ngước lên. Thì cái đường mắt, mũi, miệng, tai là thông với nhau nha mọi người nha. Thì đưa xuống thì nó đưa ngay... cái đường khí quản của mình luôn á, tại vì đường thở mình nó có thông, nó có trần nó ra ngoài, nó có thông với đường miệng mà. Có nhiều người ta uống nước bằng mũi được mà. Ê, nó khèo, cho nó vô đi, cho nó vô đã, cho nó vô. Không, cho nó vô đi, cho nó vô, tí nó mở ra cho nó ăn xúc xích sau. Hôm bữa mình mới mua ngày đầu hôm qua, mới mua cho nên buổi sáng cái nghĩ là thôi để xúc xích ăn buổi tối đi. Ngon lắm nha, xúc xích hơi bị ngon đó. Cắt ra hai phần bằng nhau. Ủa, có nên cho nó uống sữa tươi không nhỉ? Không, nó uống sữa tươi là nó đau bụng rồi nha. Nó đau bụng á là nó yếu liền á, nó chỉ uống sữa của nó thôi. Có sữa của mèo. Có sữa của mèo. Thực ra mùa này mà nên mà lỡ chó mèo mà bị bệnh chắc cực lắm á. Đúng đợt vừa rồi đó, cũng lúc mà đầu giãn cách chỉ thị 15, 16 gì á, có hai bạn nhỏ chở mèo đi khám bệnh, không được chở đi á, cái mèo của hai bạn nhỏ nó chết á. Cái dụng nó hơi bị lùm xùm. Cũng lâu rồi, cũng cả tháng mấy, hai tháng. Liên lạc cho hai con mèo mới rồi đó. Ui, đã gì. Nhưng mà nuôi có một con à. Mà như đó về nhà mình toàn nuôi hai con. Mình cũng đang dự định là hết dịch cái mình gạn bạn mình cho con mèo. Mèo anh lông dài màu trắng. Mèo anh lông dài nha, đẹp lắm. Xin thêm con nữa. Gạ nó lâu lắm rồi. Có nhiều người thích con mèo xám lắm nhỉ? Đúng rồi, đẹp mà. Mèo xám đẹp mà. Tại vì nuôi mới biết được cái nết của nó. Cái nết con mèo xám này nó cục lắm. Còn nết con mèo đen này nhìn nó xấu nhưng mà nhìn cận mặt nó rất là đẹp. Mà anh cái con thích mèo đen. Mà cái con mèo đen này cái nết nó hiền lắm. Mình đưa đồ ăn cho nó ngậm tay mình nó liếm rồi. Còn con mèo kia đấy, để nó quất mình phát mình đỏ ngón tay luôn. Đỏ ngón tay đây luôn. Trời. Không
Không thấy cái con này xám, nhìn mới đầu nhìn hiền á, quen rồi thấy nhìn nó quậy lắm nha. Nó quậy lắm á. Danh này quậy ngầm á. Nó ăn uống mà nó cũng dành hết luôn mà. Đó, anh chưa đâu, chưa đâu. Tí cho anh chung, tí cho hai con ăn chung. Ừ, ăn chung chứ, ăn trước thấy con kia ăn sau ấy ra dặn nữa. Hả? Thôi. Mình muốn quay cái cảnh tắm cho mèo mà chưa có dịp phải chứ lớn gì đâu. Đã lớn thì mèo nhỏ tắm không có được. Với lại tắm mà phải có thời gian lâu, phơi nắng rồi sấy rồi này kia nhiều lắm. Mà bây giờ chưa được, phải mua đúng xà bông của nó cơ. Mua đúng xà bông rồi phấn của nó cơ. Nó ăn đâu ghê á. Cái kiểu là cảm thức á. Ăn nhịn nha lắm. Không, nhưng mà đúng rồi, em mèo khôn thì mình đi đâu là đi theo đó. Mặc dù mình mới quen nó có 1-2 ngày thôi. Ôi đó, đó. Con tôm tôm đầy ăn lâu á. Rồi xong tô cơm. Bánh trung thu. Cái con quỷ này nó quậy ghê á. Phá nè, nè. Nó không hài lòng mà nó phá ra mà. Ủa đâu phải đâu, nó ghi thập cẩm vậy chứ ở trong như thập nó làm á. Thập cẩm xong mở cái bịch ra. Bỏ bịch ra ngoài. Bỏ cái hộp ra. Đây. Nó là cái dinh đậu xanh cái gì vậy. Cái gì vậy? Có đậu xanh dưới. Đậu xanh rồi đậu phộng lùm lùm. Bánh ở dưới nhà quê anh. Nhìn nó lạ quá. Cái gì vậy? Trời ơi, nó cắn kìa. Nó mỏ nó kìa. Dễ sợ thì chứ nó làm cái gì vậy? Nó làm kiểu thái độ không hài lòng. Tao mệt mệt quá à. Cái này là gì ta? À, bánh nếp. Nhân rồi. Mình thấy có đậu phộng với lại đậu xanh. Với lại cái gì sạch trắng trắng. Giống như củ sắn hay cái gì á. Giống như mứt dừa đúng không? Ừ. Đây, mình quất thử cái đi. Ở dưới cái hạt sành tao giống như cái bánh ngày Tết đó, cái giống như cái mứt dừa á. Biết của hãng gì hả? Này dưới quê nha mọi người. Bánh trung thu nhà làm thập cẩm. Không, đúng là nhiều người team thập cẩm không thích điều này. Một ánh trăng lừa dối. Cái gì vậy trời, tay làm gì vậy kìa. Chưa. Kìa hết rồi. Còn miếng cơm kìa. Phải ăn. Này không. Nè mọi người, mè nè. Cái này mình như mẹ dùng 3 loại khoai. Khoai lang Nhật, khoai lang tím, với khoai lang mật. Mật đúng không? Không. Không, tại hồi nãy mình có đăng bán á. Không. Mềm lên. Chứ mình thích ăn lạnh. Cái gì? Nói cái gì á? Rồi. 6 viên đó mọi người. Là một chén này là 20.000. Wow. Mà cái viên này là mọi người nhìn đi. Cái này là 20 25g. 23g mẹ cân 23g. Chạy đã ký mấy khoai rồi? Là một. Ủa ghê vậy? Đâu có 6 x 2 12 một lạng mấy hả? Gần 1 lạng rưỡi hơn á. Tại 1 ký khoai á. Xong 3 18 1 ký khoai lang hôm nay nó lên giá. Mọi người, khoai lang ở dưới quê nó lên giá là mình bán cho là 35.000. Nó lên mà lên cao luôn á nha. Đúng rồi.
hôm qua có cái người kia ở bên hãng pizza Barrow á liên hệ mình mua khoai lang á, mà họ cứ đòi giá rẻ, không để được. Mà củ to là to nha, mà củ nhỏ tại vì họ làm cái số lượng rất là lớn, 100 kg mà. Khoai lang chiên á. Đó giờ cứ tưởng là khoai tây không, họ dùng khoai tây không. Không, khoai tây là của hãng gà rán lớn, còn khoai lang của Barrow là bán kiểu như là giống như cái gì chicken five star năm sao á, nó là dùng khoai lang chiên. Tính ra là khoai tây với khoai lang là hai cái đó đồng giá nhau á. Không, tại vì khó lắm, mình bán sỉ á, thực ra nó không có lời đâu. Tại vì trừ chi phí mình chuyển xe dưới quê nó chi. Với lại nếu mình nhận 100 kg á thì tất nhiên là mình phải order 110. Tại vì trừ trường hợp là sẽ có những cái khoai nó không ngon mình phải lựa cho người ta nói chung. Cực lắm. Còn họ muốn ngon thì chỉ có nước họ tự đi họ mua thôi. Rồi họ không về tự thương lượng với lại ông chợ đầu mối đó. Chứ đầu mình bình điện quận 8 bây giờ. Chứ mình hết cách rồi. Đang rất là khó khăn để ship qua tới đây. Tại vì hình như là mấy anh shipper hình như là không có được test miễn phí nữa hay sao á. Không, hình như vẫn được test miễn phí mà. Hôm qua thấy một cái cái gì vậy trời? Phá quá. Thôi được rồi. Thôi, xong bỏ xuống. Mình ăn lẹ để cho mình còn rồi. Để này qua kia phát phần thưởng cho nó mệt quá. Rồi, mở nó ra cho hai con lên đây. Để mở thực sự. Rồi, đó dí á. Dí. Nặn cái đầu nó lên. Đây mình ẵm lên đây, một thằng kia nữa túm lên. Ui, đây là chưa? Đây là Đây rồi, nặn á, hai con mỗi con nặn hai đầu. Đây nha. Nặn ngắn thôi, đừng nặn dài quá. Dài quá nó quất hết đó. Rồi sao quay cái đầu nó qua đây, đây qua đây. Đây. Quay ngược lại. Đây nè. Qua đây. Thì cái có ăn không mà cũng khổ. Rồi coi nè. Quay ngược lại đó. Đừng có cắn tay lên nha. Đó. Nè. Cái con này nó ăn cái nết của nó này, mình coi. Nó thồn nè, không? Nó thồn đúng dữ rồi. Thồn giống lọc chứ ai. Nên con này nó cắn từ, con này nó thồn, nó nhai, nó ngấu nghiến luôn. Mấy cái cục bên này nát bét rồi. Đúng dễ thương luôn á. Rồi, nhấc cái tay bên nó lên cho nó ăn cái cục rớt ngoài đây đã. Ăn xong rồi đã. Này, cái gì đây nè, đây nè. Đây nè. Ăn kiểu này là con này mọc trước rồi. Ê, từ từ. Nhớ người ta đó chứ. Yêu ơi. Ôi trời ơi. Ok. Ê, một ngày là ăn tiêu chuẩn một cây hả? Một cây thôi. Mai mốt là lớn thì mỗi đứa một cây hoặc là ngày cây rưỡi gì đó. Ý giời. Đấy đây, bắt đầu tha đi á, đừng có tha nha. Khổ ghê. Đó bây giờ không có quay người anh như thế mèo quá. Ôi, đó bây giờ nó là tí hồi cái con phải. Bên này. Lau cái này đi nè. Không, cái này không sao, cái này không sao. Chải cái bạc lên. Đáng nghe phải chải cái bạc lên. Không sao. À. Để phải có một cái bạc lên. Tí hồi lau đi nha, tự lau đi. Ngó gì ăn lo ăn cho xong đi. Ăn mà nó thồn. Nó thồn. Quá khổ. Con này nó ăn từ tốn. Mình sẽ giữ lại miếng nè, tí mình cho mọi người xem nè. Cái thái độ ăn của nó. Khổ. Ôi, thanh niên này mà thi ăn là chắc thắng rồi. Con kia ăn từ tối mà ăn hết rồi, lại lẹo. Không có rớt miếng bé xíu không có sao. À, rớt miếng xíu không sao, mà ăn hết rồi. Mà ăn lẹ nhỉ? À, cái thanh niên này nè, ăn hàm hồ. Đây nè, mình sẽ có cái nét của nó ăn nè. Very good. Con này nè, nó ăn là nó sẽ liếm tay mình không? Không, liếm nhẹ không nha. Rồi, còn quỷ này nè, mọi người coi nè. Nó quất trọn ngón tay mình luôn, nó cắn luôn nè. Rồi. Đây. Very good. Nè, cool. Thôi được. Này, trời, cái tim nó đập thình thịch. Ui da, nó cắn. Đó, thấy không? Thấy nó cắn không? Rồi xong, cho rồi, nó xuống. Xong. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip của tụi mình nha. Rồi đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha.
Rồi, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Rồi, bye bye.